Vâng, cảm ơn chủ tọa đoàn. Kính thưa thầy, các cô, các anh chị và toàn thể các bạn đồng nghiệp. Tôi xin phép trình bày một cái chủ đề về hiệu quả chi phí của liệu pháp bộ 3 trong giảm đợt cấp bệnh phổi tăng mãn tính. Nhưng mà có lẽ là hôm nay tôi trình bày thôi. Chỉ vài tháng nữa thì cái bài của mình cũng không cần phải trình bày, không cần phải thuyết phục quá nhiều nữa. Bởi vì vài tháng nữa thôi nó đưa chính thức vào khuyến cáo của Gold 2023 rồi. Thế chính vì thế thành ra mục tiêu của mình hôm nay chỉ là thuyết phục tất cả mọi người có bằng chứng đấy, có dữ liệu nghiên cứu đấy, bây giờ chúng ta điều trị sớm hơn đi. Chúng ta bắt đầu, cố gắng bắt đầu điều trị sớm hơn. Đấy, điều trị mạnh tay hơn một chút. Thì tôi nghĩ bệnh nhân sẽ được hưởng lợi nhiều hơn. Thì tôi nghĩ là cái bài trình bày của tôi nó chỉ có mỗi cái mục tiêu thế thôi. Và vì thế nên cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian. Bởi vì thầy Dũng đã sơi của cả hội nghị mất đâu đó một phút. Thầy Giáp thì cũng hết sạch. Thế thì mình cố gắng làm sao đó để dư lại vài phút để còn thảo luận. Về gánh nặng bệnh tật của bệnh phổi tăng mãn tính thì cái này thì báo cáo các thầy, cô, các anh chị là chúng ta cũng biết nhiều rồi. Rất rõ ràng rồi. Đấy là chúng ta có 384 triệu người mắc bệnh phổi tăng mãn tính. Nhưng mà nếu mà nói như thế này thì mọi người vẫn chưa thấy được cái mức độ nghiêm trọng. Bởi vì chúng ta đâu đó có 6 tỷ rưỡi, 7 tỷ người dân cơ mà. Thì 384 triệu thì nhằm nhò gì? Nhưng mà nếu tính ở cái đối tượng mà trên 40 tuổi ấy, thì con số 384 triệu thực sự là con số ý nghĩa. Bởi vì đâu đó nó cũng khoảng hơn 10%. Như vậy thì nếu chúng ta cứ xét ở Việt Nam, cứ nhìn thấy một trong hội trường 100 ông mà từ 40 tuổi trở lên, thì có nghĩa là đâu đó khoảng chục ông bị mắc bệnh phổi tăng mãn tính là con số quá lớn. Có nghĩa là cứ 10 người có một người tuổi trên 40, 10 người có một người thì đây là con số quá lớn. Và như vậy thì sau đó là tất cả những cái con số khác, chẳng hạn như bệnh phổi tăng mãn tính là nguyên nhân phổ biến thứ hai gây nhập viện cấp cứu. Thế rồi thì liên quan đến cái tỷ lệ tử vong, tỷ lệ nhập viện, và đặc biệt là qua những cái nghiên cứu sàng lọc ở cộng đồng, chúng tôi cũng làm khá nhiều những cái nghiên cứu về dịch tễ học bệnh phổi tăng mãn tính, thì rất nhiều bệnh nhân đến khi đo chức năng thông khí phổi chúng ta mới chẩn đoán được là có bệnh phổi tăng mãn tính. Bởi vì có quá nhiều bệnh nhân người ta không đi khám, thậm chí có ho kéo dài, thậm chí khó thở nhẹ nhẹ, người ta bảo đấy là do hút thuốc và người ta không đi khám. Và như vậy thì đấy là cái mà có thể gây ra những cái chẩn đoán dưới mức. Như đến mình thì nó à đấy. Vậy. Và xét trên một cái bệnh nhân có bệnh phổi tăng mãn tính thì các dữ liệu nghiên cứu nêu ra là 77% có ít nhất một đợt cấp. Nhưng mà tôi nói thật là kiểu gì bệnh nhân có đợt cấp bệnh phổi tăng mãn tính. Bởi vì tiến triển của bệnh nhân bệnh phổi tăng mãn tính đấy là xấu đi vì đợt cấp và chết đi cũng vì đợt cấp. Và vì vậy kiểu gì nó cũng có đợt cấp. Đấy. Thế và số các cái đợt cấp thì cứ tăng dần theo thời gian. Bởi vì chúng ta cũng đều biết đấy là diễn biến rất bình thường của bệnh nhân có bệnh phổi tăng mãn tính. Đấy là tần suất đợt cấp tăng dần. Năm nay mà có một đợt cấp thì thể nào sang năm cũng hai đợt cấp. Mà sau đó thì số đợt cấp cứ tăng dần theo thời gian. Và bên cạnh cái tần suất đợt cấp tăng dần theo thời gian thì còn rất nhiều những yếu tố khác nữa. Chẳng hạn như biến cố tim mạch, chẳng hạn như hoạt động thể lực, chất lượng cuộc sống, sức khỏe tinh thần, rồi thì giảm về chức năng thông khí phổi, đợt cấp trong tương lai, và cuối cùng là dẫn đến tử vong. Thì đấy là cái diễn biến của các bệnh nhân có bệnh phổi tăng mãn tính. Về chức năng thông khí phổi của bệnh nhân có bệnh phổi tăng mãn tính thì mỗi cái đợt cấp nó là cái sự kiện rất nghiêm trọng của cái việc mất đi chức năng thông khí phổi. Thông thường thì một người bình thường mà sau khi mà cái chức năng phổi nó đạt đỉnh ấy, thì đâu đó một người bình thường mỗi năm mất đi chừng khoảng 20-30 cái ml FeV1. Thì đối với người có bệnh phổi tăng mãn tính thì một năm cũng mất đi chừng khoảng 60 ml. Nhưng mà đối với người mà có đợt cấp thì chỉ riêng một đợt cấp thôi nó đã sơi tái mất 60 ml rồi. Và vậy thì mỗi cái đợt cấp bệnh phổi tăng mãn tính thì đấy là cái sự kiện rất là nghiêm trọng của mất cái chức năng thông khí phổi. Và cái điểm đấy là sau khi mà có đợt cấp rồi thì chức năng thông khí phổi nó không bao giờ về được cái tình trạng bình thường như trước khi có đợt cấp. Thì đấy là cái diễn biến rất bình thường. Và ở đây là cái dữ liệu cho thấy là cái mất chức năng thông khí phổi theo các cái mức độ nặng của bệnh phổi tăng mãn tính. Chúng ta cứ nghĩ rằng bệnh phổi tăng mãn tính nặng thì mất chức năng thông khí phổi nhiều hơn, nhưng không phải. Bệnh phổi tăng mãn tính mức độ nhẹ thì mất chức năng thông khí phổi mới nghiêm trọng. Và vì thế
cái câu thuyết phục ở đây đó là chúng ta can thiệp điều trị sớm, như bài trình bày của Phó Sư Giáp vừa nói, chúng ta điều trị lama sớm. Thì đôi khi ở cái nhẹ, nó lại giúp phục hồi tới 60, 70, 80ml trung bình. Còn cái nặng chúng ta thấy, nặng cả năm mất, đây mất 20. Đấy. Thế thì nếu có phục hồi, thì cũng phục hồi được con số nửa. Nó là ví dụ vậy. Và vậy, chúng ta đưa ra cái quan điểm đấy là chúng ta điều trị sớm. Đừng nghĩ rằng nhẹ chúng ta có thể trì hoãn, mà nhẹ chúng ta lại cần phải can thiệp điều trị ngay, điều trị sớm, điều trị tích cực. Thì cái tác động, cái hiệu quả mang lại của cái quá trình điều trị của bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mới thực sự là thuyết phục. Và đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cũng làm tăng nguy cơ tử vong. Thì ở đây chúng ta thấy cái dữ liệu nghiên cứu cho thấy là chỉ có 50% bệnh nhân còn sống trong vòng 3,6 năm. Và nguy cơ tử vong do bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì tăng lên tới 17% với một đợt cấp trung bình, tăng lên tới 80% với hai đợt cấp trung bình. Và đối với biến cố tim mạch thì cũng tăng thêm 23% khi mà bệnh nhân có một cái đợt cấp trung bình. Và tác động của đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trên các cái biến cố như nhồi máu cơ tim, như đột quỵ thì nó không chỉ là diễn biến ở ngay những ngày đầu sau đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Chúng ta thấy là đợt cấp nó tăng biến cố không chỉ của cái tử vong do đợt cấp mà còn do các bệnh lý khác, tăng ngay từ trong đợt cấp, tăng ngay sau đợt cấp và tăng kéo dài cả năm sau đợt cấp. Và vì thế nên nếu chúng ta ngăn ngừa được những cái biến cố đợt cấp thì đấy là cái mục tiêu rất là quan trọng của điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đấy, tăng đáng kể nguy cơ tử vong do bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đồng mắc các bệnh lý tim mạch. Thế và cái điều trị của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đây là cái khuyến cáo của GOL năm 2022. Mấy tháng nữa thì chúng ta có cái 23, nó có những cái thay đổi lớn. Thế thì ở đây chúng ta tập trung vào cái nhóm D thì chúng ta thấy chúng ta có 3 nhóm là bắt đầu điều trị LAMA, bắt đầu điều trị LAMA LABA hoặc bắt đầu điều trị ICS LABA. Nhưng ở đây chúng ta chưa có cái tình huống là nếu như bệnh nhân vừa có nhiều triệu chứng và vừa có tăng bạch cầu ai toan trên 300 thì chúng ta điều trị cái gì. Rõ ràng chúng ta quay trở lại cách đây khoảng 5 năm, chúng ta có cái chia mức độ nặng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính theo chức năng thông khí phổi với giai đoạn 1, 2, 3, 4. Và sau đó khi mà nói trên các cái bài giảng với nhau chúng ta vẫn nói là giai đoạn 1 là 1 thuốc, 2, 2 thuốc, 3, 3 thuốc, 4, 4 thuốc. Và sau đó thì ở ngay từ thời điểm đó chúng ta đã có những nghiên cứu nói rất rõ điều trị bộ 3 triple therapy từ thời điểm đó. Và rất nhiều các bệnh nhân mà sau khi ra viện ở thời điểm đó chúng ta đã điều trị bộ 3. Nhưng mà đến khi mà bắt đầu GOL của 2012, 2013 ra đời thì nó lại na ná như thế này, tức là lại kéo tụt lại, chúng ta không có cái điều trị bộ 3 ngay từ đầu trong khuyến cáo. Và vì thế, đến GOL 2023 thì chúng ta lại nhìn thấy cái hình ảnh điều trị bộ 3 ngay từ đầu sau khi mà điều trị, sau khi mà kết thúc đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Như vậy thì rõ ràng là cái nhận thức nó cũng có, cái kiến thức nó cũng có cái nhấp nhô của nó. Nó lên rồi nó lại xuống, rồi bây giờ sắp tới thì nó lại được khẳng định, đúng không ạ? Thế thì chúng ta nhìn thấy ở cái nhóm D ở đây, chúng ta vẫn thấy mất cái hình ảnh của cái nhóm bệnh nhân nếu như mà cùng lúc có cả nhiều triệu chứng lẫn tăng bạch cầu hoàn toàn. Thì chúng ta chưa có cái này. Và quan điểm của tôi vẫn giữ lại cái quan điểm đấy là những cái trường hợp bệnh nặng, những cái trường hợp sau ra viện mà ở có nhiều đợt cấp và những cái trường hợp có tăng bạch cầu hoàn toàn, chúng ta bắt đầu điều trị bộ 3 ngay từ đầu. Có nghĩa là ICS LABA cộng LAMA. Có thể trong cùng một ống hít hoặc là ICS LABA cộng với LAMA. Thì tôi nghĩ đấy vẫn là cái tiếp cận. Và rõ ràng sau những cái nghiên cứu, chúng ta cá nhân những nhà làm lâm sàng nhận thấy rằng cái điều trị bộ 3 nó rất tuyệt vời. Chúng ta nhận thấy rất rõ ràng cách đây 10 năm, gần như mỗi bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ra viện là bác sĩ sẽ kê mang theo một cái máy khí dung về nhà. Sau khi mà có điều trị ICS LABA cộng LAMA nữa, chúng ta không còn phải kê máy khí dung về nhà cho bệnh nhân nữa. Đấy, thế thì sắp tới tôi nghĩ rằng 2023 cũng là cái mà để chúng ta nói nhiều về cái điều trị bộ 3. Còn quan điểm cá nhân của tôi vẫn là những người, những cái bệnh nhân mà nhiều đợt cấp, nhiều triệu chứng, có tăng bạch cầu ai toan, chúng ta điều trị ICS LABA LAMA. Thế còn đây là cái hình ảnh mà đánh giá rồi thì sau đó can thiệp điều trị. Cái này thì chúng ta cũng nói với nhau nhiều rồi. Đây là hình ảnh mà những cái trường hợp mà khuyến cáo ủng hộ cái việc dùng ICS ngay từ đầu. Nhưng rất rõ ràng là những cái trường hợp mà có cái nhiều triệu chứng, có nhiều đợt cấp và có tăng mạch cầu ai toan thì chúng ta nên điều trị cái bộ 3 ngay từ đầu. Cũng có một số những cái nghiên cứu để khẳng định những cái vấn đề này. Và tôi tin rằng những cái dữ liệu nghiên cứu này cũng là những cái để GOL tập hợp
để đưa vào cái thay đổi trong cái khuyến cáo điều trị của GOLD 2023. Thế thì ở đây là cái nghiên cứu của nhóm tác giả ở TICAS và cộng sự đánh giá các cái tiêu chí trên đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nhập viện do COPD, nhập viện do mọi nguyên nhân, tái nhập viện cho bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong vòng 90 ngày, cũng như là thăm khám cấp cứu do COPD. Thế thì nhận thấy là nếu như mà điều trị khởi trị bộ ba sớm thì mỗi 30 ngày trì hoãn thì so với cái điều trị ngay thì nó tăng thêm 11% cái đợt cấp, và nếu tích lũy trong vòng cả một năm thì tăng thêm 60%. Đấy. Thế và đây là một cái nghiên cứu khá thú vị về cái đánh giá cái việc mà khởi trị cái bộ ba ngay từ đầu sau khi bệnh nhân hết cái điều trị đợt cấp so với cái khởi trị muộn, thì kết quả cũng cho thấy rõ là khởi trị sớm với liệu pháp bộ ba ở bệnh nhân COPD sau đợt cấp thì liên quan tới cái hiệu quả giảm đáng kể nguy cơ đợt cấp, kéo dài thời gian đến cái đợt cấp đầu tiên và giảm cái nguy cơ tái nhập viện. Đấy. Thế và đây là cái hình ảnh của theo dõi điều trị. Thì chúng ta cũng mới thấy cái hình ảnh ICS LAMA LAMA ở đây. Nhưng mà tôi vẫn nhắc lại quan điểm của tôi, đấy là ICS LAMA LAMA cần phải kê sớm như trên những cái trường hợp mà có nhiều triệu chứng, có nhiều đợt cấp và có cái tăng mạch cầu hoàn toàn. Một số những nghiên cứu khác nữa, như nghiên cứu ETHOS thì cũng có cho thấy là liệu pháp bộ 3 thì giúp giảm cái cải thiện xanh gióc tốt hơn so với bộ đôi. Thế rồi thì giúp cải thiện chức năng thông khí phổi tốt hơn so với điều trị bộ đôi. Và giúp giảm cái đợt cấp trung bình nặng tốt hơn so với điều trị bộ đôi ở bộ đôi và đơn trị. Chúng ta thấy rất rõ cái so sánh giữa cái điều trị bộ 3 so với ICS LAMA cũng như là so với điều trị LAMA LAMA cũng như là so với điều trị LAMA đơn thuần, thì cái điều trị bộ 3 đều cho thấy là cái tính ưu việt. Đấy. Và một số những cái dữ liệu nghiên cứu khác nữa thì đều cho thấy cái hiệu quả của cái điều trị bộ 3 trong cái quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đây là một cái nghiên cứu của CLIM thì cũng cho thấy là phối hợp budesonide formoterol cộng với LAMA thì giúp giảm đáng kể đợt cấp nặng, giảm 62% đợt cấp nặng so với tiotropium đơn thuần. Đấy. Thế thì chúng ta thấy rất rõ cái hình ảnh. Và rõ ràng là cái nhập viện thì là nguyên nhân chính làm tăng chi phí cho cái điều trị của đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Chúng ta thấy so sánh tất cả các chi phí thì cái màu đỏ ấy, là cái chi phí nhập viện thì nó chiếm phần lớn cái chi phí của bệnh nhân có đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và như vậy nếu mà chúng ta cứ giảm được một đợt nhập viện thôi thì đôi khi chúng ta có chi phí cả năm cho điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ổn định. Đấy. Ở đây thì đây là nghiên cứu, đây là cái số liệu của bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trong cái chi phí điều trị đợt cấp. Đấy, so sánh giữa cái chi phí điều trị đợt cấp một cái đợt cấp so với chi phí điều trị của duy trì của cả năm thì cho thấy là chỉ cần một đợt cấp thôi thì cái chi phí một cái đợt cấp trung bình ấy, nó đã đôi khi nó gấp đôi hoặc gấp ba so với chi phí điều trị cả năm rồi. Và vậy nếu mà xét trên cả cái tiêu chí mà chi phí điều trị nữa thì chúng ta vẫn thấy là cái việc khởi trị sớm, cái việc mà điều trị mà giúp giảm được cái tần suất đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì đóng vai trò quan trọng trong việc mà giảm cái chi phí điều trị. Đấy. Thế nên là dữ liệu của Bệnh viện Phổi Trung ương thì cũng cho thấy là cái chi phí đợt cấp, điều trị đợt cấp và chi phí mỗi cái lần nhập viện thì nó đóng vai trò lớn. Như vậy thì cái việc lựa chọn liệu pháp bộ 3 thì giúp giảm cái nguy cơ đợt cấp, giúp cải thiện triệu chứng, chức năng hô hấp và góp phần làm giảm gánh nặng kinh tế y tế trong quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì tổng kết lại thì đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính gây ảnh hưởng lâu dài lên sức khỏe và cuộc sống của bệnh nhân, nhập viện là nguyên nhân chính làm tăng chi phí cho đợt cấp và chi phí điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Liệu pháp bộ 3 giúp giảm đáng kể tần suất đợt cấp, cải thiện triệu chứng và chức năng hô hấp so với liệu pháp bộ đôi. Từ đó thì góp phần giảm gánh nặng kinh tế y tế trong quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các thầy, các cô, các anh chị. Vâng.